niềm vui nó vỡ òa đấy, sung sướng lắm. Cái đầu tiên hạnh phúc là cả phố bị cách ly mà không ai bị nhiễm bệnh. Buổi trưa rảnh rỗi này thì các cô lại hò nhau ra đây tập thể dục ở vườn hoa kìa. Tất cả đều đeo khẩu trang và đứng cách nhau độ 2 mét hơn 2 mét. Thì sau 14 ngày thì gặp lại thì cái cảm xúc người ta là khi xa nhà, xa vợ con. Thì cái điều ấy để người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Nhất là cho đến thời điểm này thì khu vực cách ly cũng đã trải qua 2 tuần. Và bà con trong khu vực thì đã được nghiệm âm tính. Ngoài ra thì đây không phải là dỡ bỏ hoàn toàn mà đây là thu hẹp phạm vi cách ly. Và như các bạn thấy thì chúng tôi vẫn duy trì cái điểm cách ly tại số nhà 113 và 125 Trúc Bạch. Chúng ta hãy đặt địa vị của chúng ta vào những cái người bị cách ly thì chúng ta sẽ biết là chính quyền các cấp sẽ phải làm gì để đảm bảo cho đời sống bà con nhân dân trong khu vực cách ly được đảm bảo. Và từ đó thì bà con nhân dân sẽ hoàn toàn tin tưởng và hợp tác đối với các cái giải pháp phòng chống dịch của các cấp chính quyền. Và thực tế là cho thấy là đời sống bà con nhân dân thì đã được đảm bảo hết sức chu đáo từ cái nhu yếu phẩm hàng ngày. Đặc biệt là kể cả những cái người nước ngoài, họ qua thời gian vừa rồi họ cũng rất trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền và cũng hoàn toàn tin tưởng vào những cái giải pháp, và thậm chí họ cảm thấy là ở Việt Nam còn an toàn hơn rất nhiều ở nước họ. Và bản thân bà con nhân dân trong này cũng cảm thấy là ở trong khu cách ly này an toàn hơn bên ngoài rất nhiều.